sang chợ. Một con chuột vàng bự vô keo đã đại bạn ơi. Đây là giờ mình để đây rồi mình đi gom mấy kia rồi cùng quay lên đấy. Tem chúng mình đi bẫy chuột, hôm nay mưa rồi, rồi cỏ nó cũng lên nhưng mà chuột nó chưa có vô nhiều nên giờ mình đi kiếm cũng hơi bị cực. Nó mới cỏ nó mới mọc nên nó cũng không có đường mòn gì mấy. Đi kiếm nãy giờ bây giờ bắt đầu mình đi kiếm, bắt đầu mình đặt nha các bạn. Chứ cỏ nó lên nhiều với lại nó ở lâu rồi nó mới có đường mòn nhiều chứ bây giờ nó cũng chưa có đường mòn gì mấy. Bữa nay mình đi khởi công lại thử coi. Đây là cái bẫy chuột nha. Mình cũng lại bẫy như cũ Nam, mình bẫy bắp nha các bạn. Bây giờ bẫy mồi gì nó cũng thấy nó vô trơn á, khoai lang nó cũng không ăn nữa. Có người ta bẫy ốc mà mình bẫy bắp. Mình bẫy bắp cho nó sạch. Đây nha, mình bứt miếng cỏ mình bỏ vô mình ngụy trang nha. Bứt miếng cỏ mình bỏ vô mình quỷ trang nha. Cái này là kêu bằng là quỷ trang kiểu Úc á. Bứt miếng cỏ bỏ miếng. Bỏ miếng vô cỏ. Đấy này nha các bạn. Ông gụ hài hước quá các bạn ơi. Bứt miếng cỏ. Ok. Đây. Mình đi xuống cái bì môn này nha. Theo chân hút ruộng nha các bạn. Đây, bẫy dưới đây nha. Mình bật thử nha các bạn, coi thử coi nó có. Ok, cái cây nó gài rồi. Cây nó gài xuống là được chứ nó không gài là nó có dính nó cũng đi mất hết rồi. Thì mình bẫy mình cũng sẽ thử một cái. Rồi, ok. Coi coi qua bên kia. Đây có cái hàng nó mới móc được còn ngon nè. Coi rồi vô. Phủi phủi rồi vô, bứt cỏ rồi vô. Đây nè các bạn ơi. Đã ghê không? Không, mới mồi luôn nè. Đó, nhưng mà mình không có đặt gần cái chỗ này. Mình đặt nó hơi xa một chút xíu. Đặt gần quá. Coi bỏ xuống. Chỉ sửa cỏ phía trước mặt đúng rồi. Chờ nó rớt cái bắp cái nữa rồi. Rồi. Tiếp tục cái thứ hai nha các bạn. Đây, ở dưới đây cái nó đi vô chừng nó lớn lắm. Chút.
Thôi được rồi. Lên đi, lên đi. Chào các bạn nha, hôm qua bẫy xong rồi anh em chúng tôi tính đi 9 giờ tính đi thăm cho các bạn xem, nhưng mà hôm qua mưa lớn lắm, vừa bẫy về tới nhà là mưa rất là lớn. Bữa nay cái đợi sáng anh em mình đi luôn, bữa nay 6 giờ rưỡi rồi, nắng lên rồi, nắng rất là ấm. Các bạn theo chân chúng tôi nhé. Trời ơi, quậy banh chành hết trơn, nó dính mà nó quậy banh chành. Ồ đúng rồi, nó bự quá, nó lật ngược lên nè, nó lật ngược cái cây gài mình lên là nó bung ra. Uổng ghê không, tức là con này bự quá hả? Chắc có lẽ là bự lắm, mà thường thường con sảy là con bự hà. Ồ y đây 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 đây, nó khè nó khè nó khè hên quá. Ôi nó bự, có một kèo sảy nhưng mà dính lại một kèo nha các bạn. Ôi nó bự. Trời ơi nó bay cái gò luôn rồi. À, nó cũng có tâm ghê, nó ăn hết cục bắp rồi. Ý cái này nó bị bãi rồi nè. Ừ hên, mà cái gò này hôm nay lấy là cái gò xấu nhất luôn á. Để cột lại. Cột cái miệng lại nha các bạn. Cột cái miệng lại để nó tuột cái cây lên là nó sẽ chảy nữa. Kim cái đít nữa. Nè. Thấy ghê không? Không, hôm nay là Út đã thấy rồi. Nhưng mà tại để đại có hay không thôi à. Mấy cái để đại vậy mà ngon. Ừ, về để đại hai cái. Đi ghê không? Giấu nó đi các bạn. Ừ. Trời ơi. Bấy nhầy hết trơn. Còn nữa. Ừ, còn nữa, cái này còn nữa, còn mấy con nữa. Rừng nhà. Ê, nó bự. Vô keo. Đã nha các bạn ơi. Hay là giờ mình để đây rồi mình đi gom mấy kia, lát mình quay lại mình lấy. Nghĩ là mình lấy có còn không? Em còn không? Khoan để ông giấu đi. Giấu nha các bạn. Chứ bây giờ mới bắt đầu đi thôi, đường đi còn xa lắm, mà sắp theo nó như vậy thì hôm nay Út ruộng đầu tư bộ đồ đi ruộng dễ thương quá các bạn ơi. Chắc ăn không đây, cái cục kẽm rồi chắc ăn rồi đó. Bộ đồ này đi không cần ướt nha, không sợ ướt luôn nha. Ơi ơi dính rồi mà để cho sạch. Bởi ông nói cái khu này nó nhâm quá thì nhâm luôn hả? À, mòn nó đi lên nè, không nó đi lơ nè. Nè ở đây cũng có nè, hôm nãy anh ra anh nhâm nè, mà nhâm cỏ này là chỉ có con chuột vàng nó nhâm thôi. Đây nha các bạn, đây chính là dấu của nó nha. Nhâm hôm qua mình đi đâu có. Ơi, ở đây nhiều quá, dấu đường hòn ngày quá trời luôn. Tiếp tục nha các bạn ơi. Ây da. Mình gửi cái tiếp theo nha các bạn ơi. Rồi. Trời ơi, cội quen. Mưa nó không có chạy các bạn ơi. Hôm nay mình bẫy mà mình thấy mưa là gầu rồi.
Hên quá nó để là cục bắp cho mình này nha. Mình quay chỉ những cái dính thôi nha các bạn. Còn mấy cái không dính thì mình chỉ lấy mình đi hâm thôi, chứ để quay về nó tốn thời gian lắm. Tốn thời gian các bạn coi nha. Ok, hai cái thông dính rồi. Còn 5 cái nữa. Không, 7 được 8 cái à. Các bạn theo chân anh em chúng tôi nha. Ở đây có 1 cái nha các bạn. Ở dưới cái lùm mon này nè. Ôi dính. Ủa sao nó chết ngắt rồi. Trời ơi, hôm qua mưa nước ngập. Rồi. Chết cứng luôn rồi. Trời ơi, nó bự. Trời ơi, uống ghê không. Trời ơi, nó bằng cái gọ luôn. Trời ơi, nó bự khủng khiếp, nó ăn hết trái bắp rồi nè mọi người. Ăn hết trái bắp luôn. Chết rồi. Cứng rồi hả? Không, còn xài được. Này mưa hôm qua mưa trễ nha, chắc không sao. Nó sình là cái bụng nó bự vậy nè. Đúng rồi. Còn cái này chưa. Ok, vậy cũng được. Con chuột nó chết chừng 15 phút là nó cứng nhắc à. Nó ngộ vậy đó. Ở dưới đây có 1 cái nữa nha các bạn. Đây nè, chết hết 1 con rồi nè. Mình tạm thời mình để nó đây đi. Xuống đây có 1 cái nha. Ê, có bạc này nha, có bạc. Úi da, đoạn chuột đâu? Nước mưa trên đồng trên nước mồm, cây mồm nó đổ xuống nước mẹp. Trời ơi, con chuột có chút chéo hà. Hèn chi nhìn không cái chả. Trời ơi, em bé đó mọi người ơi. Ê, mà con chuột vàng nha. Đây, dính con chuột vàng. Nó nhỏ xíu hà, nó ăn còn không hết trái bắp nữa nè. Trái bắp mà nó cọp còn không gớt xuống được nữa. Thấy không? Trời, chà cũng được, có là mừng rồi. Okay. Nó hung thiệt luôn á nha. Chuột vàng này nó hung dữ ghê luôn á. Cho nó nhập bọn với lại con kia thôi. 4 cái rồi nha các bạn. Ở dưới đây có 1 cái nha các bạn. Sập rồi. Ủa sập mà ăn chuột cũng đâu. Ôi trời ơi. Ơ cũng được. Ủa sao có con lứa một vậy? Nó bằng bé hồi nãy luôn. Mắc cười quá. Nâng hết trái bắp luôn kìa. Nâng hết trái bắp, con này có tâm hơn nè. Nâng hết trái bắp luôn. Cũng được. Đó còn đỡ hơn không. Thank you.
Chào các bạn nha, mình đã về tới nhà rồi. Tổng kết là được 4 con. Con này nó bị ngập nước, nó chết, nó không biết chết hồi nào nữa. Chắc chết hồi sớm quá. Còn Y Nguyên không sao cả. Tổng kết là được 4 đứa nha. Anh này là to nhất. Hai anh này là hai con chuột cơm. Ở mình kêu bằng chuột vàng, ở dưới miền Tây người ta kêu bằng chuột cơm. Hai con chuột cơm, hai con chuột công nhum. Đây, con này nó cũng bự lắm. Đi, đi con. Cái này giờ làm món gì đây các bạn? Các bạn đừng chỉ mình nấu chè nha. Làm món gì cũng được, đừng nấu chè với luộc là không chơi đâu nha. Rồi nó vô nó cắn nè, cái cọng lòi xo hư hết trơn luôn rồi nè, hư ghê không? Không ghê không? Đứt cọng lòi xo luôn, trời ơi, răng nó mà cắn đứt cọng lòi xo luôn. Trời ơi, kinh khủng thiệt luôn. Rồi mình có gãy răng, mình lấy răng chuột mình gắn vô được cái ta. Xác mà cắn còn đứt nữa. Vàng ơi, vàng à, vàng đi bắt chuột hả? Nè vàng nè, nhà vàng không mà nha, ba con vàng nha. Đây lông nha, lông biểu coi. Ông ơi, ông vàng, ông gìn ông ginh của tôi hả? Ông vàng, mình đi làm con này trước nha các bạn. Con này nó bị chết rồi, chết rồi, nó mới chết hả? Nó bị ngập nước, chuột cái mà to ghê luôn á. Mọi người bye. Comment cho anh em mình biết là mình sẽ làm món gì nha các bạn. Đây, chuột to ghê không à, to bự bằng. Mọi người thích xem mấy anh em làm món gì thì mọi người comment, mấy anh em sẽ làm nha. Bây giờ thì tạm thời kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe cho anh em mình nha. Cảm ơn mọi người. Yeah.